Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh YouTube Tử Vi Cuộc Sống. Hùng Park là kênh chuyên cung cấp những thông tin tham khảo về tử vi, phong thủy và các vấn đề tâm linh trong cuộc sống. Từ đó giúp quý khán giả có thêm những hiểu biết để vận dụng trong cuộc sống cũng như công việc, tránh các điều xấu, đón vận cát lành. Kính chúc quý vị vạn sự may mắn, bình an. Hãy bấm nút đăng ký kênh, lượt thích chia sẻ video và để lại bình luận ủng hộ nhé. Chân thành cảm ơn mọi người. Năm 2025 là năm con gì và mệnh gì, hợp tuổi nào? Năm 2025 là năm con gì và mệnh gì, hợp tuổi nào là vấn đề quan tâm của rất nhiều người. Đặc biệt là những cặp vợ chồng đang có kế hoạch sinh con vào năm này. Việc tìm hiểu trước về điều này sẽ giúp cho mọi việc trở nên chủ động và thuận lợi hơn. Năm 2025 là năm con gì và mệnh gì? Hợp tuổi nào? Những gì cần tránh và những gì nên làm? Đáp án chính xác sẽ có trong nội dung bài viết dưới đây. Mọi người hãy cùng theo dõi để có câu trả lời đúng đắn nhất. Năm 2025 là năm con gì? Mặc dù không hoàn toàn chính xác nhưng tìm hiểu về cung, mệnh, tử vi phong thủy từ lâu đã là một nhu cầu tâm linh của rất nhiều người. Vậy, năm 2025 là năm con gì? Theo lịch dương, năm 2025 bắt đầu từ ngày 29 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2026. Theo lịch âm, năm 2025 bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 tới ngày 29 tháng 12 năm 2025, thuộc năm Ất Tỵ, tức là năm con rắn. Đây là con giáp thứ 6 trong tổng số 12 con giáp. Theo sách tử vi phong thủy, năm 2025 có thiên can là Ất nên tương hợp với Canh và tương hình với Kỷ, Tân. Địa chi là Tỵ, có tam hợp là Tỵ Dậu Sửu và tứ hành xung là Dần Thân Tỵ Hợi. Các bé sinh năm 2025 thuộc năm Ất Tỵ, cầm tinh con rắn nên sẽ có nhiều tố chất thông minh, nhanh nhạy và có tài lãnh đạo. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 2025 nếu được dìu dắt và định hướng đúng đắn thì sẽ gặt hái được nhiều thành công từ sớm. Người sinh năm 2025 thuộc mệnh gì? Theo lịch vạn niên, người sinh năm 2025 thuộc mệnh hỏa, phú đăng hỏa, mang ý nghĩa là ngọn đèn tỏa ánh sáng ấm áp và chiếu sáng giúp xua tan bóng tối. Do đó, trẻ sinh năm 2025 mang trên mình sứ mệnh lớn lao và bản chất của người mệnh phú đăng hỏa thường rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ và quan tâm đến những người xung quanh. Trẻ sinh năm 2025 mệnh phú đăng hỏa được xem là ngọn lửa ấm áp, dùng để thắp sáng. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn sẽ mang đến niềm vui, hạnh phúc và văn minh cho mọi người. Ngoài năm 2025, những người mang bản mệnh phú đăng hỏa còn là những người sinh năm 1964 đến năm 2024, Giáp Thìn, và năm 1965, Ất Tỵ. Họ là những người có tư duy nhanh nhạy, tích cực, thông minh và tiến bộ. Có khả năng khai sáng. Nhược điểm của những người mang bản mệnh phú đăng hỏa là tiếp cận vấn đề muộn nhưng giải quyết vấn đề sớm, nhanh gọn và thỏa đáng nên dễ dàng đạt được thành công. Vì trên thực tế, họ là những người rất thông minh, sáng tạo, luôn nhìn thấu mọi việc. Do đó, khi kết giao với những người này, bạn sẽ học hỏi thêm được rất nhiều điều tốt và có lợi cho bản thân. Tuy nhiên, những người mệnh phú đăng hỏa thường khá nóng tính, có thể dễ bị mất lòng. Nhưng những ai hiểu được tính cách của họ thì sẽ thấy họ rất nhiệt tình và tốt bụng. Luôn làm điều thiện giúp đỡ người gặp khó khăn. Ngoài những ưu điểm và thế mạnh nêu trên thì người mệnh phú đăng hỏa vẫn còn một số hạn chế trong tính cách. Đôi khi cậy tài nên sống ngông và kiêu ngạo, do đó thường dễ bị mất lòng đối với những người xung quanh.
Người sinh năm 2025 hợp với tuổi nào? Quan hệ tương hợp, người mệnh Phú đăng hỏa rất hợp với người mệnh hỏa. Cách suy nghĩ của người mệnh Phú đăng hỏa thường rất tích cực, lạc quan và tiến bộ nên luôn đi trước một bước so với người khác. Khi tiếp xúc, trao đổi với họ, bạn sẽ được gợi mở thêm nhiều ý tưởng sáng tạo, là nền tảng để đi đến thành công. Vì thế, nếu có duyên kết giao với những người này, bạn hãy biết cách trân trọng họ. Quan hệ tương sinh, người sinh năm 2025 mang mệnh Phú đăng hỏa sẽ tương sinh với người mang mệnh Mộc vì Mộc sinh hỏa. Hai mệnh sẽ hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Bên cạnh đó, mệnh hỏa cũng hợp với người mang mệnh thổ. Trong chuyện tình cảm, sức mạnh của mệnh hỏa là tỏa ra năng lượng ấm áp nên họ rất nhiệt tình. Có thể quên hết mọi chuyện dở dang của mình để đi quan tâm, chăm sóc nửa kia của mình một cách chu đáo và thật lòng. Không những thế, Phú đăng hỏa còn truyền năng lượng, cảm hứng cho đối tác trong công việc cũng như cuộc sống. Quan hệ tương khắc, hỏa khắc với thủy. Kim người mang mệnh hỏa khi gặp người mệnh thủy hoặc kim sẽ dễ xảy ra xung khắc và những điều không may mắn, cuộc sống khó phát triển. Vậy, người sinh năm 2025 hợp với tuổi nào? Theo sách tử vi và phong thủy, người sinh năm 2025 sẽ hợp với những tuổi sau: năm Mạng chọn vợ tuổi Đinh Mùi, Giáp Thìn, Canh Tuất, Quý Sửu. Trong làm ăn, hợp với tuổi Đinh Mùi, Quý Sửu, Canh Tuất, tuổi Kỷ, Mậu Thân, Giáp Dần, Canh Thân, Nhâm Dần. Nữ mạng hợp với chồng tuổi Canh Tuất, Quý Sửu, Đinh Mùi, Giáp Thìn. Trong làm ăn, Canh Tuất, Đinh Mùi, Quý Sửu, tuổi Kỷ, Ất Tỵ, Nhâm Tý, Bính Ngọ, Tân Hợi. Người sinh năm 2025 hợp với màu gì? Người sinh năm 2025 thuộc mệnh Phú đăng hỏa nên việc lựa chọn những màu sắc phù hợp cũng được cho là có liên quan đến mệnh hỏa. Theo các chuyên gia phong thủy, để dễ dàng gặp được may mắn trong cuộc sống, hãy lựa chọn những màu sắc đại diện cho mệnh hỏa hoặc mộc như màu đỏ, cam, tím, hồng, xanh lục. Đặc biệt, không nên lựa chọn những màu sắc đại diện cho cung mệnh xung khắc với mệnh hỏa như màu xanh lam thuộc mệnh kim hay màu đen thuộc mệnh thủy vì có thể đem lại nhiều bất lợi cho người sinh năm 2025. Theo đó, nữ mệnh, bé gái sinh năm 2025 thuộc cung Tốn, hành mộc nên sử hợp với màu tương sinh là đen, xanh nước biển thuộc mệnh thủy hoặc màu tương hợp là xanh lục, xanh lá cây thuộc mệnh mộc. Bản mệnh kỵ các màu màu trắng, xám, bạc thuộc mệnh kim vì kim khắc mộc, không nên dùng màu đỏ, cam, hồng, tím thuộc mệnh hỏa vì mộc sinh hỏa nên mộc sẽ bị sinh xuất, giảm năng lượng. Nam mệnh, bé trai sinh năm 2025 thuộc cung Khôn, hành thổ nên màu sắc phù hợp là màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành hỏa, do hỏa sinh thổ hoặc dùng các màu tương hợp như vàng, nâu thuộc mệnh thổ sẽ mang lại nhiều may mắn cho bản mệnh. Cha mẹ nếu biết tận dụng những yếu tố về màu sắc hợp với tuổi con cái sẽ giúp gia tăng sự thuận lợi, suôn sẻ cho bé, mang đến những điều tốt đẹp về các khía cạnh học tập và công danh sự nghiệp trong cuộc sống về sau. Tính cách của người sinh năm 2025 sẽ như thế nào? Theo các chuyên gia phong thủy, trẻ sinh năm 2025 mang bản mệnh Phú đăng hỏa thường có tính cách hoạt bát, vui vẻ, thích thể hiện bản thân và muốn trở thành trung tâm của đám đông. Người tuổi Ất Tỵ thường thích các hoạt động xã giao và không ngại thể hiện bản thân trước đám đông. Họ là những người có tố chất lãnh đạo nên biết cách khơi nguồn cảm hứng công việc từ người khác. Người tuổi Ất Tỵ vốn không phải là mẫu người an phận thủ thường, họ nuôi mong ước và hoài bão lớn, muốn tự tay lập nghiệp, bứt phá bản thân và căn bản sẽ không thích nhờ vả người khác. Tuy nhiên, tính cách của những người này thường nóng nảy và khá bốc đồng.
Đây cũng là một trong những trở ngại trên con đường thành công của họ. Về nhân duyên, người tuổi Ất Tỵ có giao thiệp rộng rãi nên thường có nhiều bạn bè. Họ cũng là người trọng chữ tín nên luôn được mọi người xung quanh tin tưởng và tín nhiệm. Chính nhờ sức hút mạnh mẽ mà những người tuổi này thường phù hợp với con đường chính trị, diễn thuyết. Hùng biện, trên đây là những chia sẻ về vấn đề năm 2025 là năm con gì và mệnh gì, hợp tuổi nào mà mọi người đang quan tâm. Những thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo khi bạn muốn biết con cái sinh năm 2025 mệnh gì. Có hợp với tuổi bố mẹ không? Việc sinh ra những em bé khỏe mạnh và chăm sóc dạy dỗ bé chu đáo mới là vấn đề quan trọng nhất để giúp bé có một tương lai tươi sáng. Vì vậy, khi có kế hoạch sinh con vào năm 2025, ba mẹ cần chú ý bổ sung đầy đủ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe thật tốt để sinh ra những em bé khỏe mạnh, thông minh.